Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Có nhiều quý vị và các bạn hỏi việc là dòng điện từ âm ly ga lo nó là điện DC hay là điện AC. Thì có một bác nhắn tin hỏi việc nè. Thì bác này có nhắn tin hỏi nói là bác Việt làm nhiều video dạy đời người khác trên YouTube. Vậy tôi hỏi bác dòng điện từ âm ly ga lo là DC hay AC? Thì Việt có trả lời: dạ em có dạy đời gì đâu anh, chia sẻ cây nhà lá vườn thôi. Còn dòng điện từ âm ly ga lo theo em nghĩ thì điện AC. Và bác này có nói là bác làm tôi cười chết, nói ra là biết ngu rồi, điện từ âm ly ga lo là điện DC nhé, ngu học lại đi. Và để xác định được cái nguồn điện từ âm ly từ cục đẩy ga lo nó là DC hay là điện AC thì bây giờ Việt sẽ sử dụng một cái cục đẩy này và cho nhạc vào. Rồi đây là cái đầu dây tín hiệu ga lo, thì Việt sẽ sử dụng cái đồng hồ này đo thử coi nó là điện AC hay là điện DC. Rồi bây giờ thì nhạc đang chạy với vị và các bạn. Rồi và Việt sẽ đo cái dòng điện DC trước ha, thử coi nó là điện DC hay là điện AC. Rồi. Rồi, bây giờ Việt sẽ tăng volume lên. Đó, Việt đã đấu hai cái que đo vào hai cái đầu dây rồi. Thì để việc tăng volume lên coi cái đồng hồ này nó có tác động gì không nha. Đây, mở volume lên. Lý do là bản quyền nhạc cho nên việc không có câu thêm cái loa. Đó. Quý vị thấy cái kim đồng hồ này nó không có một cái tác động gì cả. Rồi thì bây giờ việc sẽ quặn sang cái thang đo là AC. Thang đo AC nha. Rồi. Thì bây giờ Việt sẽ đấu cái que đo vào cái sợi dây lo. Đấy. Rồi, sau đó thì để Việt tăng volume lên, quý vị xem cái đồng hồ này nó có tác động gì không nha. Đó, quý vị thấy cái kim đồng hồ nó nhảy theo nhạc quý vị bỏ bàn. Như vậy thì quý vị và các bạn kết luận dùng việc cái dòng điện từ âm ly từ cục đẩy ga lo nó là dòng điện AC hay là dòng điện DC. Rồi, quý vị và các bạn hãy mạnh dạn để lại những bình luận ở phía dưới video này. Việc xin cảm ơn quý vị, xin chào, hẹn gặp lại quý vị.